Hôm nay là 13 tháng 5 năm 2016 và mấy chú mèo con lần đầu tiên được cho ăn cơm. Vì các chú lớn quá rồi, mẹ chú không thể cung cấp đủ sữa cho các chú nữa. Ai biết tiếng mèo phiên dịch hộ xem là cái chú ý là nói gì. Và theo kinh nghiệm tôi nuôi mèo từ bé thì sau khi các chú đã được tự ăn thì sẽ lớn như thổi, nhưng mà chủ nhà sẽ phải chịu hậu quả là dọn dẹp cái phần dị hóa của các chú. Bởi vì từ nay thì mẹ chú sẽ không dọn nữa. Khi mèo con còn bú mẹ thì bao nhiêu phần dị hóa mèo mẹ sẽ giải quyết hết.